thẳng với anh luôn, cha mẹ nó khi tạo con ra thì phải có trách nhiệm với nó, à, phải có trách nhiệm và phải lo cho nó, phải có trách nhiệm, phải lo cho nó vuông tròn. Dù cho người cha người mẹ đó không có tiền, họ đi vay mượn khắp nơi, dù cho họ mượn tiền xã hội đen đi chăng nữa, họ vẫn có trách nhiệm với con mình. Họ đã chấp nhận họ đói họ khát họ khổ, chứ họ không để cho con mình đói khát và khổ. Đó là một cái câu chuyện. Còn nếu mà anh nói cái câu chuyện đó thì cái thứ nhất bây giờ tôi thấy có câu chuyện đó đó anh. Câu chuyện đó có thật ở tại đất nước Việt Nam, đó là những ông linh mục. Những ông linh mục mà mượn đạo loạn đời. Những ông đó đó, anh hỏi lại ông cha tân của anh. Nha. Đó. Chắc ông cha tân của anh và mấy cha linh mục của anh á nằm trong số đó đó, cho nên anh mới làm rẻ như vậy. Còn nếu mà người Việt Nam chúng tôi cha mẹ sanh con ra là phải có trách nhiệm với nó. Chứ không có thể nào dù cho vay mượn tiền nói thẳng với anh Chào đó, mèo là đừng có tự. nói mà nói là con ha, đừng có nói là kêu con, đừng có cho ra ngoài biết, mà thậm chí bản thân mình nè còn giấu các con, chấp nhận mình mượn nợ, mình lo cho các con vuông tròn, lo tròn trách nhiệm của bổn phận người làm cha làm mẹ. Còn những kẻ mà như anh nói có mấy ông linh mục, mấy ông linh mục mà mượn đạo loạn đời đó, mấy ông đó đó mới không lo cho con nha, mới 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 là bịt miệng các con của mình lại, đó là mấy ông linh mục đó, đó mấy ông cha đó anh. Còn anh đã làm cha làm mẹ rồi thì anh biết cái trách nhiệm như thế nào, anh phải biết như trách nhiệm của người làm cha làm mẹ mình như thế nào và người dân mình như thế nào khi mà biết mình tạo ra một đứa con, chứ đừng nói chi 94 triệu dân. Nó đơn giản, một cái bài toán rất là đơn giản. Anh hỏi cái câu nào khó khó kìa. Còn cái câu hỏi này rất là đơn giản. Chỉ có một gia đình nhỏ thôi, một góc nhỏ, một góc khuất của đất nước Việt Nam thôi. Họ chấp nhận hy sinh cả bản thân họ để mà họ lo cho các con của họ. Dù cho họ mang tai tiếng họ như thế nào cũng được, họ chấp nhận. Đó là trách nhiệm của môi và bổn phận của một người dân, một người công dân Việt Nam. Còn chỉ trường hợp anh nằm ở trong hoàn cảnh đó và anh là ông cha đó, hoặc là trong gia đình anh những người cha người mẹ của anh là những người như thế đó, cho nên anh nhìn cặp mắt của anh nhìn cuộc đời này là màu đen. Dạ, Helen hiểu anh à. Anh nông dân, Helen hiểu chứ? Anh thiều phu. Helen hiểu, cho nên Helen mới lấy lại cái một cái gia đình nhỏ để mà thí dụ một 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 cái to là như vậy. Một câu chuyện như cái một câu chuyện của anh ấy bao gồm và gom chung. Thì Helen chỉ lấy một người dân Chào thôi, quốc của ái. một người dân Việt Nam thôi, chứ không nói tới chơi 90 mấy triệu dân Việt Nam. Cho nên á, nếu mà một người á vì một cái gia đình của mình có trách nhiệm biết thương con thì họ chấp nhận mượn nợ để mà họ lo cho các con của họ được một cuộc sống ấm no, một cuộc sống hạnh phúc đó. Còn mà những cha mẹ mà chỉ biết là sống cho mình thì xin lỗi anh, đất nước Việt Nam này không có rồi. Bởi vì người dân Việt Nam là máu đỏ da vàng, thì anh cũng nằm trong số Việt Nam đó. Trừ trường hợp gia đình anh là cá biệt, và bản thân anh là người đã hứng chịu cái nỗi đau đó, cho nên anh nghĩ ai cũng giống như anh. Nông dân à, mày nhảm quá đi nông dân à. Nha, hồi nãy dùng lời nói đàng hoàng với mày, bây giờ mày muốn chửi tao chửi cho mày nghe nè hả. Làm người phải có cái đầu hả, đầu to mà óc như trái nho vậy, não ngắn quá.
Cái não mày não ngắn quá hay sao hả? Đầu đầu hũ không hả? Cho nên không hiểu. Đàn ông mà nhảm quá à. Mình là đàn ông, là người Việt Nam mình là đàn ông mà phải đường đường chính chính. Helen hiểu thì phu, Helen rất là hiểu. Cho nên á, Helen mới 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 là thí dụ đó, thí dụ một cái gia đình nhỏ. Nó muốn kể một gia đình to thì mình chỉ lấy một Mày cái nhỏ của cái góc, một góc khuất ở cái đất nước Việt Nam thôi. Mày á, mày ham đót lắm, có ngày đót á, giọng vô bản họng của mày, có đót ở đây nó cũng giọng vô bản họng mày nữa. Mày đừng có lấy tên Yến Trần, chào Nguyên mày mày đừng Bùi. có lấy cái tên nít đó mà mày mạt sát người khác nha. Tao nói cho mày biết luôn á, não mày ngắn quá à, thì mày 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 làm ơn mày mở rộng ra tầm mắt một chút đi ha. Mắt mày hí mà não mày ngắn quá đi.